Hôm nay sẽ đưa mọi người đi hái blueberry. Bằng đang ở Temecula, cách ở Lido Sài Gòn tới 1.5 tiếng lái xe lận. Mà cái vườn blueberry này đúng là lớn thiệt mọi người. Hồi năm trước thì gia đình của bạn có đi hái blueberry rồi, nhưng mà hái ở trên Underwood Family á. Ở trên đó thì cái cây blueberry thấp chẩm mà. Còn cây này cao ghê luôn, mà trái quá trời chín luôn. Bây giờ là đang đi lại để mua cái hộp để đựng blueberry vô hái. Ở đây thì họ có tính vé vô cổng, mà mình muốn hái thì mình phải mua cái hộp để mình đựng á. Cái hộp thì nó chia ra 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng. Chắc tụi mình sẽ mua cái hộp 5 đồng thôi. Ô, bên kia có hoa hồng nữa kìa. Bên kia có vàng hoa hồng, bên đây hoa hồng trắng. Bên kia là hoa hồng màu hồng, bên đây là hoa hồng màu trắng. À, 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng. Em muốn mua cái nào? 5 hay 10? Medium ha, 10 đồng ha. 5 đồng nhỏ xíu. Lúc đầu tụi mình tính mua cái 5 đồng thôi. Cái gì hái cho biết thôi. Mà 5 đồng nhỏ quá. Em mua cái hộp 10 đồng thôi. Thôi mình mua bên nào ta? Thôi mua đây luôn. Ok. Mở cái gác line đây mọi người, mua trực tiếp bên đây luôn cũng được. Bây giờ đợi mẹ bé Ray chi tiền ra để mua. Bằng không có tiền nên đợi mẹ bé Ray chi tiền. Rất là đông người nè, quay cho mọi người coi nè, quá là đông rồi thấy không? Yeah. Yeah. Oh, ở bên đó có vườn thú nữa. Ô, oh, cho thú ăn em ơi. À. Ở bên đó có cái vườn thú để cho thú ăn nữa mọi người. Có con heo rồi con gì đó, con gà. Đây, tụi mình mua 10 đô. Ok. Họ nói là mình hái chứ vừa đủ đậy cái nắp lại thôi nha, không được chèn ngoài á. Rồi, go. Ray. Đi, Ray. Xếp đi con, xếp đi. Rồi, xếp đi nè. Rồi. Rồi. Mời Ray vô hái vô. Hái luôn Ray. Con qua đây nè, con qua đây con thăm bạn dê trước đi ha. Con đi tướng kìa Ray. Nè con để ở đây nè, để ở đây nè. Rồi. Đó, để tay bình thường đi. Rồi. Ok, lại thăm bạn dê. Kìa kìa, đó dê đó. Chù dê này chắc già lắm nha, cái chùm râu ghê vậy. Râu ghê kìa. Qua đây con, qua bên đây nè. Tên của nó nè. Dusty dê Buster. Hai dê bé. Dê kêu bé. Bé. Con rồi lông bạn dê coi đẹp không? Bé. Mommy. Hả? Bạn dê nè, con rờ nè. Bé. Bạn dê nè, rờ đi, rờ lỗ tai bạn dê đi. Bé. Đó, rờ nhẹ thôi, đó. Bé. Ồ, bé. Con rờ sừng bạn dê nè. Bé. Rờ dừng. Đây nữa. Người hái hả? Coi coi gà không? Qua đi coi gà nè. Qua gà chứ. Nè nè. Cúc 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 cúc. Đi qua đây coi. Ở đây là chuồng gà mọi người. Chuồng gà. Ồ, cái này là mua được ăn cho gà ăn nè. 25 sen mua cho gà ăn. Ồ, mấy con gà này bông đẹp quá vậy. Ồ, mấy con gà này bông. Giống gà sao hả? Bông đốm 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 luôn. Gà này giống là công nghiệp gà Tâm Hoàng bên Việt Nam. Ừ, nhưng mà cái màu nó bông 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 kìa. Gà này gà bình thường không có gì đặc biệt hết. Ok thôi đi hái dâu thôi. Chút mình qua cái vườn thú bên kia chắc nhiều cái thú đặc biệt hơn. À, đối diện bên đó đó. Đối diện đó còn cái vườn thú nữa mọi người. Không biết có tốn phí không nha. Đứng đi coi coi.
không thấy nó để tốn phí, nhưng mà mình như là phải mua đồ ăn cho nó ăn hay gì á. Ok, chút xíu mình qua đó. Đây là hoa hồng nè, hoa hồng muốn tàn rồi ha em. Quá trời blueberry luôn á. Mấy cây blueberry này cao ghê. Nó cao hơn cái cây hồi trước mình đi ở trên Lost ha. Ồ, cái này họ chỉ nói cho mình biết là mình hái blueberry thôi. Đây là cây blueberry nhỏ nè, cây con. Hồi lần trước tụi mình đi hái trên Lost cái cây cao tới đây thôi nè, mà không có trái gì hết ha, đúng không? Còn ở đây thì thôi trái quá thì trái luôn. Cái hàng hồi nãy mình đứng ngay cái hàng rào quá thì trái mà ha. Anh nghĩ chắc đi sâu sâu bên kia chắc trái nhiều hơn. Rồi mẹ chỉ cho bé Ray hái đi. Chưa thấy ha. Phút này chắc người ta hái hết rồi. Nè. Trời ơi đây nè. Đây nè. Quá trời quá đất nè. Trời ơi. Ôi trời ơi đây nè. Đó. Chùm luôn nè em. Rồi chứng tỏ mấy cây này người ta hái hết rồi đó. Hả? Cái này hái được mấy trái rồi? Một trái. Rồi đi hả? Con hái được một trái rồi hả? Rồi bỏ vô hộp. Giỏi quá ta. Rồi đây nữa. Đây nè, cái này nè. Bỏ vô hộp. Yeah. Rồi. Thank you. Con hái này chút xíu về con ăn đó nha. Đây nữa. Đây là con lựa trái ngon ngon nha. Đây nè. Praise. Ray ơi. Praise. Con hái trái ngon ngon nha. Cái này là con hái chút con ăn á. Ừ, ở trong đây không được ăn, về nhà mình ăn nha. Trong đây không được ăn nha. Do là cái trái này nó nhỏ quá nên là bằng không biết lúc mà quay hình lên mọi người có thấy không ta. Đây nè. Đó. Thao. Đây ha. Đây nè. Trời. Bên đây nè. Em cho con đi hái cặp đây nè cho nó mát nè. Nè. Thấy không? Có bóng mát nè. Đi con. Quá trời nè. Hái trái bự đó, trái to á. Nè con hái đây nè. Race, qua đây con. Nè. Trái này to nè. Nè, con thấy trái này không? Nè, trái này to nè. Trái này. Trái này nhỏ lắm. Trái này to nè. Race. Nè, trái này to nè con. Con không biết trái to hay race đây nè. Trái này trái to nè. Nè, trái này nè. Nè, hai trái ba đang cầm nè. Trời ơi, nó muốn hái cái nào nó hái hả? Trời ơi, ở dưới cái gốc nó quá trời luôn em ơi. Nè, đây nè, nhưng mà nhỏ quá à. Ủa, cái cây có gai hả ta? Cái này đâu phải gai hả? Cái cuốn của nó để lại á. Ủa, này nguyên chùm nè. Trời ơi, hảo. Nguyên chùm luôn nè, Ray. Em, coi nè em. Đã quá trời. Sao vậy? Con nghiên cứu gì vậy? Ừ, đúng rồi, hái bỏ vô. Đây nè, Rich. Đây. Đúng rồi, hái đi. Để bỏ vô. Hình như nó chín là đụng vô cái nó rớt rồi ha. Còn nó hái một cách rất dễ dàng. Mai mốt em chay của con nữa rồi hai chị em đi hái chung nha. Mai mốt Ray chỉ rồi cho em chay hái nha. Chịu không? Dạ đi. Dạ. Ừ. Ok. Wow,
con hái được nhiều chưa? Cho ba coi coi. Con hái được nhiều chưa? Ừ, đây đây, bỏ bay qua nè. Con thấy có trái màu xanh không? Không lấy nó bỏ ra mẹ. Lắc lắc lắc. À, qua mẹ. Chào con nước. Ừ, ngồi đây mát quá. Thôi. Mát quá. Ở bên ngoài nắng. Bà bầu cẩn thận nha bà bầu. Bà bầu phải chui. Bà bầu phải chui trong cái cây này mày giống đấy đi. Cái cầm này bự quá. Trời ơi thôi đừng có chui vô. Té nó nha. Cái bự quá. Nè. Nhìn nè. Thấy to nha. Bỏ vô, bỏ vô, bỏ vô, bỏ vô. Bỏ vô, cho quay đi. Nó ở trong mát là cái trái nó bự hơn cái trái ngoài nắng nữa. Phải tại người ta hái á. Mấy trái ở bên ngoài người ta thấy người ta hái hết rồi á. Trái này là size XXL á. Năm sau nữa là có thêm đứa nữa mọi người. Hai chị em nó sẽ đi hái chung nhau vậy nè. Rất là vui. À, đó là lý do mà Bằng muốn có hai đứa con á. Đáng lẽ là một đứa thì nó phản hơn. Nhưng mà một đứa thì tội nghiệp nó, bởi vì sau này mà nó lớn á, ở ngoài chơi nó buồn. Nên là tuy cực thiệt nhưng mà ráng cố gắng đẻ thêm đứa nữa. Bây giờ sắp rồi. Tháng sau là mẹ bé Ray sanh rồi. Nên là năm sau là hai chị em nó đi chơi. Nó có chị có em nó chơi vui hơn. Đó, bây giờ có mình nó được cưng. Nên là giờ nó hư lắm. Nó rất là hư á mọi người. Coi nó gì chứ nó hư lắm. Nó đòi hỏi nhiều thứ lắm. Sau này nó có chị có em rồi nó đâu có dám đòi nữa. Nó sợ nó đòi là nó ra re. Đây nè. Trời ơi cái chùm này người ta không thấy hay sao. Thằng chắc trái nhỏ quá nên người ta không hái á mọi người. Trái nhỏ quá. Cái rây nó cũng phát hiện một cây có quá trời trái nè. Trời ơi trời. Đã rồi vậy ha. Có chừng gãy cây quá. Cái này đi xuống hơn cái vườn ít ra còn có bóng mát, cái vườn kia không có bóng mát. Cái vườn kia thì nó có nhiều loại dâu nhưng mà nó lại cây thấp thấp không ha. Ừ, cậy nó chơi. Cái này nó đang hái cô chú. Nhưng mì ít. Nó nói chưa có rành á. Nên là bây giờ nó muốn ăn là nó là nhâm mì ít. Ở trong đây không cho ăn. Quá chuyên nghiệp. Cái quay này chuyên nghiệp lắm rồi. Mày mối bà con phải chỉ ra cho em con nha. Con sướng hơn em á. Con được đi chơi rất là nhiều luôn á. Đi lên đằng trên đi con. Không thấy nữa hả? Con đi qua đây bên đây còn nè Ray ơi. Trời ơi. Quá trời trời. Cháy nhiều ghê mọi người. Ở đây. Ngày mai là ngày của ba, mấy Ray hung ba cái, thương ba cái coi. Ray thương ba cái coi. Nhọt, thương ba cái coi. À đúng rồi. Yeah. Đúng rồi, qua đây, theo ba qua đây. Bên đây mát. Con hái trái màu đen hả nha. Trái nào mà chín thì chín hái nha Ray. Dạ đi. Dạ. Dạ. Ừ. Wow. Nó xanh đẹp. Ừ. Trái này màu gì? Trái này màu gì Ray? Blue hả? Blue, yeah, blue. It's it. Mm. Bỏ hộp cho Ray kìa. Nè mày bỏ hộp cho con.
Đầy quá trời nè em. Đầy quá trời trái. Còn cái này người ta hái không hết, nó rụng xuống đất quá trời luôn nha. Kìa, nó rụng quá trời mọi người. Phí quá ha. Con đây nè. Trời ơi nhiều quá trời nè. Lửa trái to nè. Con lửa trái to thôi. Trời bữa nay trái nào nó cũng hái hết á, không có to nhỏ vậy. Nhưng mà bà biết nè, nè con kêu hỏi màu này màu gì, nó màu blue nè. Màu này màu gì? Blue. Này nè, trái này màu gì con? Blue. Trái blue hả? Ừ. Còn cái lá này màu gì? Cái lá này màu gì? Green đâu. Ừ, green đúng rồi, màu xanh. Đây nè con, chùm này bự nè. Bự nè Grace. Wow. Con hái từng trái thôi. Con hái cái đó là rụng hết á. Từng trái thôi, đúng rồi, hái từng trái thôi. Chút xíu ra ba rửa tay cho nha. Hái đi, không, ba chưa có rửa bây giờ. Ơ, trái đó xanh mà, trái đó xanh sao con hái? Wow, nguyên chùm luôn. Ơ, cái này được mà con, sao con dục? Ừ, đúng rồi, đó, đúng rồi. Ừ, thank you. Còn rộng ghê em ơi, còn lúc bên kia kìa. Thế nào Grace? Wow. Rồi con hái đi. Hái đi. Ở sao con hái dưới đây nè. Chùm này nè. Đúng rồi. Wow. Wow, quá sai đi. Ừ, bỏ vô. Nó làm cái hộp cũng dễ thương quá ha. Thôi con bỏ vô đi. Nguyên 100 vậy là lửa trái bự nè, thấy không? Nè. Lửa trái bự nè. Đâu? Rồi con bỏ vô đi. Con đi bỏ vậy, con đi xin của mommy làm gì? Bây giờ tụi mình đi qua bên cái vườn thú đối diện. Đối diện đây có cái vườn thú nè. Hôm qua anh có coi như thế nào. Không biết là họ có tính phí vô cổng hay không, hay là chỉ tính tiền mua cái đồ ăn cho thú ăn thôi. Hôm qua hỏi mới biết. Coi họ ghi như đây à, cho ăn và học tìm hiểu á. Trong đây có dê con nè, heo con, thỏ con. Còn con này con gì bạn không biết, này tên gì bạn không biết luôn. Này là thỏ con nè mọi người, heo con, dê con. Ok, mình vô thử nha. Thích kìa. Này con heo á. Ừ. Con thích không? Heo con. Lại ôm mấy miếng coi. Không biết tính có tính phí vô cổng hay không?
Nhưng mà trong đây nó có thỏ con, dê con với heo con. Đúng, sao mà miếng, đi sao mà miếng. Con muốn gì vậy? No, không phải của mình, Ray. Không phải của mình con. Đi cho mày, heo mà miếng. Ray. Ờ, đây. Có gà tây nữa mọi người. Có ngựa con nữa. Bò nữa. Nhưng mà đi đông thì ta tính ta đếm người. Dạ, 3 đồng 1 người. Okay. Dẫn con vô chơi. Ok, cho con coi thú nha. Vậy là phí vô cổng là 3 đồng đó mọi người. Em trả phí đi. Yeah. Okay. Nè, 3 đồng 1 người. I want charge a little one, just 6. Okay, họ chỉ tính người lớn thôi. Sit, chill out. And when you go in all the way to the right side, there's animal feed, and the reptile guy's here today too. Hi, how are you? Okay, go. Đây là con gì đây? Thỏ con. Này đâu phải thỏ con, này thỏ bự luôn. Con mẹ này cầm cho con chơi nó đi. Con này con thỏ luôn. Nó con không cho nó ăn cái này được. Con không cho nó. Không được, không được. No, bạn không có ăn cái đó được. Ray, Ray, no way, Ray. Được, nói cho mà mi cầm giùm con đi. Con coi thỏ nè. Hai thỏ. Thỏ. Con thỏ. Con thỏ. Ừ. Ok, đi qua đây nè. Đây còn nè. Trong đây còn nhiều. Cũng còn nhiều á. Kìa có ngựa con kìa. Đây là ngựa con nè mọi người. Ê, heo con. Ray, heo kìa con. Heo kìa, ủn. Đây là heo con mọi người. Trụ heo lông dài cái gì? Hả? À. Đây nè, con nhìn con heo nè. Grace, ở đây nè. Ố. Ổn. Nó kêu. Thấy rồi đó. Cái này nó thích con heo lắm mọi người. Ở nhà nó ôm con heo nó ngủ luôn á. Có con heo nhồi bông nó ôm heo ngủ á. Hình như lần đầu tiên nó thấy heo ở ngoài ha. Ok, con lên đi. Let me help you. Rồi, con bên đây nè. Rồi, đúng rồi. Đưa vô, mình đi bên đây. Sao vậy, Ray? Ok, đây mà đẹp bạn mình chưa? Cầm. Yeah. Sát lên cái sừng á. Con này đâu có cởi được Ray. Nó muốn ngồi sát lên cái sừng. Con này chỉ ngồi chơi thôi, không có cởi được Ray. Ok. Over here. Right here, look. Cowboy. Right there. It's a big snake. Come on. Đào á. That's an alpaca. Rồi xuống. Qua coi ngựa đi. Nó qua đây nè. Đây nè. Thằng dê nè. Ô có lạc đà nữa kìa. Hồi con nhìn tiếu kìa. Dê đó Ray. Mấy chị này đang cho dê ăn á Ray. Oh, the yummy.
Mấy con này thì cho được, cho ăn ha. Con này nó lạ không? Con này nó đốm đốm hả? Ồ, nó dữ vậy. Ồ, nó dành ăn á, nó dành ăn á. Trời. Nó dành ăn. Ồ, đầm quá. Ok, cho Ray qua coi con này nè. Singer. Này người ta cắt lông của nó hay gì ha? Nó con không có lấy đó. Tên của nó nè. Hon Honvacas. Honvacas nó dạng lạc đà đó. Tên là Singer. Con lại con này nè, Grace. Grace. Kìa. Ray, con thích con này hả? Ừ, lại đi, lại gần đi. Miệng mắc cười quá. Grace. Miệng mắc cười. Nè. Mami nè. Mami lại nè. Lại đây. If you want to pet Ginger, if you go around to the side, the gate there, you can pet her along her back. Don't go for her head. You'll see her move. She feels threatened when it comes around her face or her eyes. So you can pet her along her back. She's really soft. Họ nói là mình chỉ nên đụng ở bên hông nó thôi, đừng có đụng vô cái đầu của nó. Mềm không con? Mềm không Grace? Yeah. Rồi đi con, rồi đi. Rồi bụng em nè. Dễ thương ha. Rồi bụng em. Hi. Goodbye. Say hi. Con là tên là Bè. Ui. Wow, great, come here. Wow. Bé này gan quá vậy. Amazing. How can you get hold it? He's don't care. Ok, hôm qua con ngựa đi. Ray chưa chơi với con nó được đâu. No, don't play. Ở đây họ bán thức ăn đó mọi người. Bán thức ăn với nước uống. Mẹ con ha. Grace. Lại đây. Rồi con này, cái mồm nó đẹp quá. Con này con ngựa này kia. Hi. Đi nha, let's go nha. Okay. Nóng quá. Yeah. Đi con, đi về. Đi về con. Lấy giờ về ăn. Ừ, okay. Con đừng đèn hư, đèn hư nha. Đèn hư nha, không ăn được rồi, còn bỏ một tí nữa nha. Bây giờ là nhà của Bằng sẽ đi về. À, trước khi về là phải chơi trò chơi cảm giác mạnh đó mọi người, coi cái dốc kìa. Thấy cái dốc. Như cảm giác mạnh vậy đó. Yeah. Bây giờ tụi mình sẽ đi về, ra xe về đó mọi người. Là 11 giờ rồi, 90F rồi.
90 độ F. Quá nóng. Ai mà tới đây hái blueberry nhớ đi luôn cái vườn thú bên đây nha. $3 mỗi người. Vườn thú nhỏ xíu, có mấy con thôi nhưng mà cũng nhiều. Đặc biệt là trong đây có con lạc đà con á, rất là đẹp luôn á. Ok, bây giờ đi về thôi. Hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp nha. Bye bye. Bye bye Ray ơi. Cảm ơn các bạn đã xem video của Bằng. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những video mới nhất của Bằng mỗi tuần nha. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.